Làm sao không phải được? Ở đây có một nhóm kia đi vô đâu vậy? Dạ ở dưới rồi anh. Đúng rồi. À, đi. Thôi Hoàng Anh xử lý. Bây giờ mình đi xuống trước. Rồi, kính chào quý vị và các bạn đó. Thường tối là mình ít có đi ăn, ít có quay lắm, nhưng mà ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Hôm nay là ngày 19 tháng 11. Cái đoàn mình đi đợt này thì cũng vừa là đi kết hợp, vừa đi chơi, vừa đi công việc, vừa thứ hai nữa là vừa tính vừa là làm sinh nhật cho các bạn. Sáu bạn cũng là những cái bạn lãnh đạo, cũng là lãnh đạo và quản lý. Trời ơi, đi lùi cái đường này đi hơi bị kỳ công luôn. Nhà hàng cá Sông Lô. Rồi phải đi bên cái bờ kè đó. Tìm mà nếu mà không biết là tìm không ra đâu nha. Cũng gian nan lắm. Nhưng mà rất xứng đáng để chúng ta bỏ công đi xuống đây. Xuống đủ hết chưa? Thằng Anh, như còn lạc một xe đúng không? Bán áo gì? Cái gì? Trời, cái quán đi mất cười thì có đi tìm không ra luôn á. Đồ xuống đủ hết chưa? Rồi vô. À, ngồi bàn này nè. Rồi. Hai bánh lần chia ra nữ nữ ăn riêng, nam ăn riêng. Rồi, ai sinh nhật tự giác không đi? Tự Rồi, giác đã đeo nón lên đi. Tự giác thì đừng để phát giác nha. ai lát ai không đội nón là lát nữa không nhận quà đúng không? Rồi xong. À, đội hai cái. Rồi thôi mình ngồi đi. Thực đơn, các đồng chí ơi, các đồng chí à. Đâu biết đâu. Rồi mở ra luôn, nghỉ xong luôn. Ai sinh nhật thì đội nón vào để biết chính chủ. Thiện á, thiện đâu thiện? Ủa, thiện chưa tới hả? Rồi cho thiện em lấy này giống chú Hà này. Ủa này mà không hả? Để nó vào. Lộ à, riêng đi. Vô vô vô. Cho thực đơn đi, thực đơn đi bà con ư. Ủa có Duy Trúc nữa hả? Trời. Cảm ơn các bạn. Có gọi món gì ạ? Thôi, có người gọi món gì ạ? Ngày hôm nay có một bạn không thể nào bớt bớt đau mà được. Mà mình đợi cái đó mình có bị giới hạn ăn không? Nếu mà mình bị giới hạn ăn thì thôi trả cho nó mà. Mình có bị mình giới hạn cái rau này không? Đây trên mượn được. Ủa ai gọi gọi thực đơn, gọi đồ ăn gì rồi? Không mượn thực đơn kìa, gọi thực đơn kìa. Ủa gọi đồ ăn chưa? Sao mình đi qua vô anh
Gọi gọi món gì chưa? Tại sao gọi rồi? Em cái dương miệng như ngã thôi. Đó là chữ mình xấu nha mấy bạn. Trời cái sao em xuất sắc luôn á. Tao ghi được cái chút liền á. Không có được. Tại vì cái sao nó đâu có ra mực như cái viết đâu. Thấy đúng không? 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 Quan trọng như là có cây hấp. Cây hấp các con. Cây cây sau gần cây gọi gì? Em đặt 5 mâm mỗi chứ thôi em giả chữ chị. Ừ, rồi. Gà làm gì? Gà gì? Gà luộc cái là gà răng gừng ạ. Gà luộc chấm muối tiêu đi. Ừ. Ừ, gà răng gừng là phải ăn cơm nữa. Rồi. Cá sông là cá chép đó đúng không? Ừ. Rồi. Cá tầm hả? Cá tầm làm gì? Nướng gỏi lẩu. Ừ. Có cá độ. Chơi khó thế. Anh muốn ở lại đây không? À, cá tầm bán sao? Sáu sáu ngàn một cân, một con bao nhiêu cân? Năm năm mâm thì khoảng ba bốn người. Hai cân cá hả? Thôi gọi rồi, nó gọi 5 phần rồi. Vậy thôi anh lấy anh cá làm 2 món đi. Không không, cá tầm á. Ừ. Cá tầm chia. Vậy thì bắt 2 con hả? Ừ ừ, em bắt anh 2 con, 2 con. Hả? Ủa vậy hả? Vậy ở đây có con gì? À, em mang về đất Tây Nguyên ạ. Đúng luôn ạ. Thì anh cá tầm vậy ạ, để em về luôn ạ. Dạ. Cá tầm thì làm... Nướng ạ, nếu mà anh ăn không ăn lẩu thì làm nướng với gỏi sống. Không, nên ăn lẩu, lẩu nấu gì? Nấu chua đúng không? Ừ, lẩu nấu chua. Thế thì em ăn nướng với lẩu thôi, hai món đấy. Ừ, nướng với lẩu thôi, gỏi gỏi. Nhá, ok, rồi. Thì 5 nồi lẩu. À, 5 nồi lẩu với lại là 5 đĩa nướng. Ừ. Mấy gà luộc. Đúng rồi. Với lại là ăn thêm ngoài đấy có chả ốc. Nướng rất ngon ạ. Có khoai, có ngô. Có rau gì không? Rau, có rau nướng, rau nướng lẩu tắp tổng hợp ạ. Anh Tân ơi. Đặt, lần đặt món ăn là rất là mệt. Ê, ngọn su su ngon anh, ngọn su su xào ngon. Ui giời, bởi dễ dụ ghê. Rồi, ngon gãi chấm trứng đi, rồi cho gà lên trước đi. Hả? Để coi, lăn lăn ở đâu? Ồ, có cái hầm hầm cá sẵn vậy luôn hả? Rồi, lăn hồng đi. Cho anh coi lăn hồng với lăn... lăn... Ồ, 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 ngon, ngon, ngon. Ngon lắm ạ. Rồi, rồi, ok, ok, ok. Rồi, ok, ok. Còn đúng 3 con hả? Đúng rồi ạ. Rồi. Đừng quay, đừng quay. Nướng lẩu trộn. Rồi, ok. Còn quay cảnh bắt thôi, cảnh cảnh đập mình không... quay về là coi như là phải che lại đấy. Còn lăn đen đúng không? Đúng rồi, đấy là lăn đen ạ. Ồ. Lăn hồng nó giống cá trê quá ha, giống cá trê khổng lồ quá. Không, lăn này ngon lắm anh ạ.
anh thử ăn đi cá trộn, đảm bảo là anh ăn là. Ủa em bán hàng giỏi quá em ơi. Em chủ quán hả? Em nhân viên thôi. Ủa nhân viên mà bán hàng nhiệt tình thế. Chịu ở đây. làm không biết chịu ở đâu. Chịu ở đây nè. Đó. Anh cứ chịu anh này này. Chịu qua em này này. Gái ta đẹp vậy xinh. Ôi con này chắc có trứng quá à. Không ạ. Nó mập thế, nó con này to lắm á. Năm mươi mấy, năm mươi một. Ủa em nhưng mà cá này. Còn ba con mà. Trước đây là một con. Sáng nay em mới lấy hai con mà. Rồi vậy là có anh nào là anh em bán cho anh nào rồi bây giờ. Tại vì cá này thỉnh thoảng mới có được, mấy ngày nào cũng ra. Làm áp vô làm. Ôi đây. Ủa đây là cá lăng nướng đây hả? Hết rồi hả em? Hết rồi hả? Để nướng cho em bắt cá đi. Ôi coi chừng hết nó. Ủa ở đây họ quay lại luôn cái này nè. Rồi cái này. Ôi nó ngon quá. Mọi người thấy mình được việc không? Ấy vô là xong rồi sẵn là đứng nướng luôn. Hết rồi. Thôi về hai con chắc cũng đủ rồi đấy. À đây rồi, đúng rồi, nó có rồi. Rồi ra ba con. Cá rất tươi. Rồi đã xong. Đây ba em. Rồi để cân lên coi như to quá thì to luôn. Cân. 11 cân hả? 10 cân 8. Ủa rồi. Cũng bằng hôm qua đó, hôm qua mình ăn rồi 10 ok. Cân 8 rồi thôi đành chơi luôn. 11,8. 11 là rắn rồi. À không. Trừ hao cho anh nữa nha. Trừ cái nồi, trừ cái rổ. Rồi ở đây ba đầu bếp có thằng Nam là đàn ông không à? Nhớ cho anh cuốn bánh tráng nha. Rồi vậy bây giờ còn ốc gì nữa này? Chả ốc rất ngon luôn ạ. Rồi chả ốc ăn chơi đúng không? Vâng ạ. Rồi. Với lại có cơm chiên không? Vâng. Có cơm rang không? Cơm rang phải đợi em lên lấy đồ cho các anh cho em rang rồi. Thôi vậy thôi khỏi cơm rang đi. Anh ơi anh ăn lẩu rồi thì có mì tôm cũng đủ. Anh đây thì anh. Rồi. Ok. Rồi vậy thôi chờ đi. Ok. Rồi phải lên đây đấy cho tao. À có. Dạ. Có gì ạ? Mì tàu thái đi em. Còn gì nữa ta? Có gà có đây rồi. Rồi thôi vậy đi. Thôi đủ rồi, tạm ổn rồi. Hả? Có ốc không? Không có ốc hương không á? Không ốc hương hả? Ồ. Giọng nghe lạnh lót vui thiệt á. Nào, thôi bị. Cười đó. Rồi ok. Ủa, còn ngầu nữa. Ủa chưa tặng quà. Chết cha. Mình lạnh đi. Để mình tặng quà đó, tặng quà. Quay cảnh bên kia kìa. Anh vô anh tặng quà. Sinh nhật mà quà không đó. Rồi giữ nguyên hiện trường, chờ ta qua nhận quà nè. Mượn nón tụi nó đòn về dành mượn nón được. Ủa ta thiếu một.
Đã quá. Đủ hết rồi. Thiếu cái chắc chết luôn rồi. Rồi tặng quà vô. Cái gì vậy? Ở đâu ra gì? Đây. 100. Ủa đây đâu rồi? Ủa sao 7 người lận? Cho nó đi. 7 người lận? Ủa sao nãy nó 6? À vậy hả? Rồi thôi đây đi. Đưa gì ấy sau đi. Không lâu nữa. Thôi chị. Thôi chị Thanh khỏi bao luôn đi. Rồi đây. Không, thật ra giống nhau nha. Mở lại kiểm tra. Kiểm tra coi đúng tờ này không nha mấy bạn. Ủa, con làm gì? Rồi thôi vô, mình vô ngồi đi. Rồi ok. Hết vui rồi, ok. Hết vui rồi. Nó chả nhồi ống trúc. Rồi đây quý vị các bạn thân mến, đang qua đây là quán cá sông Lô hả? Dạ đúng rồi, sông Lô. Nằm ở trên bè. Quán cá sông Lô, quán cá sông Lô nằm ở đường Nguyễn Trãi. Số mấy đường Nguyễn Trãi quên mất tiêu rồi. Hả? Ngõ 382 đường Nguyễn Trãi, quán cá sông Lô. Hôm bữa đầu tiên mình tới là mình cũng ăn cá sông Lô ở Tuyên Quang. Còn giờ cá sông Lô ở Hà Giang. Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát. Nhớ cái trà đó, nhớ về đưa cho ba vợ nha. Đừng bán lại 9 triệu nha, hơi kỳ nha. Ngon quá. Mấy ông bán này không? Đợi. Trời ơi đây. Tút cái này ra. Chấm muối tiêu cũng ngon á. Không ăn gì cũng được. Cảm giác như ăn ốc bu nhồi ha. Nhưng nó là ốc nhồi mà. Hả? Cũng chặt cái ống này cái đều cũng hay á. Ống này ống gì vậy? Ống nứa rồi, ống nứa. Chặt đều cũng hay. Giống ống trúc ha. Hơi bị xuất sắc, tức là đã quên chụp hình. Quý vị và quý vị khán giả mà có lỡ mà có ghé quán này thì nhớ gọi món này xuất sắc. Không rồi món này mà không có bia chết rồi. Chưa có bia hả? Ngon không? Thiên đường ẩm thực biên tập như vậy. Ốc rất dai sực. Ủa đá không? Rồi hôm nay nhậu nha. Nhậu xong tắm xong. Nhậu xuống tắm xong. Ở đây không biết lát có taxi về không á. Nghiên cứu trước đi. Đó. Cài ngỗng. Cài ngỗng. Cài ngỗng hay cài ngỗng ba? Cái này cài ngỗng hả? Cải ngồng. Cải ngồng ngồng cải. Tưởng cái tên này lạ. Gì vậy? Gì 20 ngàn vậy? 20 ngàn vậy cưng? Hôm nay cưng xuống dốc vậy. Đi bán bia vậy. Bán bia dạo vậy. Này cưng có chai bắp là sướng nhất trên đời. Đường xấu á. Bia 18 ngàn cũng mua. Bia mà phải ba dòng này kia các kiểu. Ba dòng. Ba dòng ăn. Đây. Ủa không có trứng hả? Trứng nè ba. Đây nè. Chắc có mà nằm dĩa hơi xa. Một dĩa là một cái trứng thôi đó.
quá bà con ơi. Hơi ít trứng á. Đưa thêm đi. Cho trứng ít quá. Thôi chắc muộn rồi, thôi định gọi nữa, muộn rồi. Đưa ra là hết dĩa. Lên món mới luôn. Rồi, đang vẫn chờ đợi cái món cá hồi hồng, à, cá lăng hồng. Có hai loại cá lăng hồng, cá lăng đen. Không, nó giống như trộn gỏi vậy đó. Giống như hấp gỏi. Đỉnh cha, ngon quá. Nhìn hấp dẫn quá không? Cái này là đồ sống hay đồ chín vậy ta? Chắc nó lộn rồi chứ à. Chín đúng không? Cá này phải ăn chín chứ. Tái. Tái tái á, chị tái tái. Rồi, mời bây giờ thử món đầu tiên. Cái này cá chín không? Bí. Tái tái. Giống bông bơ, giống bí đỏ quá. Bí đỏ. Ồ, rất đẹp. Cảm ơn bà. Ủa cái này ăn không vậy hả ta? Nó nếm thử đi. À nó hấp qua rồi. Nó hấp sơ qua cái mùi tái rồi. Mà nó giống gỏi. Ăn với hành tím. Ăn thêm thêm hành tím, bỏ hành tím vô. Hành tím thêm rồi. Dạ, thôi được rồi. Đợi lâu lắm. Gỏi hành tím á, giống như gỏi hành tím. Cá nhiều. Hôm nay 11 kg. Có ớt bột. Không cay đúng không? Đây, trời nay sinh nhật được ưu tiên quá. Sinh nhật của Thủy Ngân được ưu tiên quá. Rồi đó bê chưa? Cô đồ ăn nhiều quá Nam. Cơ bản là đồ ăn. Không cần quay mặt anh luôn. Oh. Anh sẽ điều hàng đi vô đâu. Thử rồi chấm vô cái này cũng ngon. Ngon quá. Thịt nó chắc nịch luôn á. Cá lăng hồng cũng thịt nó chắc nịch luôn. Cá này nó có tầm tạ đó. Dạ đúng rồi. Rồi tạm dừng cái nghe lắm. Tiếp tục món cái tiếp. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ủa sao quá trời trời. Ủa hết cây vậy hả? Đúng rồi. Ủa hết lẹ vậy. Rồi 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 mấy người nào đứng sinh nhật nè. Rồi những ai sinh nhật đứng cầu rồi kéo ghế ra luôn, bỏ ghế đây ra. Rồi ok. Anh Thánh Thiện kìa, đi ra kìa. Ủa không có sinh nhật hả? Ủa lộn hả? À quên. Bảy. Rồi cầu hai anh nam cầu thẳng thành công. Còn mấy chị nữ cầu công thành thẳng. Ra qua đó. Qua rồi.
Ủa nãy quà đưa rồi. Ủa gì vậy? Không, quà quà chị Vân là bánh nè. Thôi để anh Khương nè, có gì anh Khương tặng nè. Mệt quá mấy đứa nói hoài. Anh Khương lo, lo quá. Chị Vân à, Khương tặng xuống Khương một viên bảo thanh. Tặng cho thông cổ. Không, tặng cho người viên Viagra đi. Ủa con gái không mà. Không gái cũng có luôn, Viagra của nữ. Rồi thấy vô ngồi đi, rồi ok. Sinh nhật đâu? Tặng quà nữa nè. Không, thấy Thanh làm nóng ruột quá. Sớm quá. Rồi, tên này biết trước rồi. Rồi, đây, tặng quà một ly. Một ly. Rồi, rót vô. 7 người uống 7 ly. Rồi, ok, chạy luôn. Thôi, thôi, đừng nói tiền uống nhiều quá. 7 người uống chung đi. Rồi, 7 người, rồi, cầm ly lên. Ai sinh nhật cầm ly lên, rồi. Rồi, cũng... Thôi cái ly sạch tay tay cái chai sao xạo xạo nước ngọt không à. Rồi vô cạn ly nha. Rồi 1, 2, 3 vô nè, mời ba nè. 1, 2, 3, vô. Trời ơi, hôm nay cái tháng 11 này được mùa ghê. Chúc nhắm môi không uống à. Dạ rồi. Xin chào tạm biệt quý vị các bạn ở đây nha. Còn hai món nữa, còn hai món cá nữa nhưng mà chắc là hôm nay xin review tới đó thôi. Mấy có mấy món ngon đặc biệt là mình thấy rất là độc đáo ở đây, là rất là khác lạ. Đây là chả ốc, cái gỏi gỏi cá rất là ngon. Gỏi cá trộn. Còn món cá nướng thì chắc là cũng mới gọi là gỏi gì? Gỏi cá lăng hồng. Đây là quán nhà hàng cá Sông Lô ở tại Hà Giang nha, chứ không phải là Tuyên Quang. Bữa nay Tuyên Quang rồi, là tại Hà Giang, ngay trung tâm thành phố Hà Giang, ngay cái bờ kè. Chào tạm biệt quý khán giả, chào tạm biệt. Một địa chỉ nữa ở tại Hà Giang. Chuyến đi này giới thiệu được mấy quán cho bà con vui quá. Hết ly chưa? Hết thiệt. Anh chị thiệt.